Wow, xe đẹp thật đấy. Hay là chụp một bức ảnh nhỉ? Này, đưa anh chụp giúp cho. À, dạ vâng. Vậy anh chụp cho em một bức nhá. Ừ, đưa đây. Được. À, nhìn thẳng vào đây nào. 1, 2, 3. Rồi, kiểu nữa nhá. Nào, đừng đứng nào. 3, 2, 1. Rồi, kiểu nữa nào. Ừ, đẹp rồi. Đây, em xem đi. Ừ, em cảm ơn anh ạ. Bức này đẹp này. À, mà anh này, xe này chắc là đắt tiền lắm anh nhỉ? À, người như anh em mình không biết đến bao giờ mới mua được chiếc xe này nữa. Thật ra mình cứ cố gắng làm việc rồi một thời gian là mình mua được thôi mà. Em cảm ơn anh đã động viên, nhưng mà em biết mình là ai mà, lương em bây giờ còn không đủ chi tiêu, nói gì đến mua xe chứ. Cuộc đời mà, nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy tí, quan trọng sống phải có mục tiêu mà. Mục tiêu của em bây giờ chỉ là đủ ăn với lại nuôi được bố mẹ em thôi anh ạ. Mà thôi, dù sao thì em cũng cảm ơn anh. Em chào anh, em đi trước ạ. Em chào anh ạ. Alo mẹ à? Dạ vâng, con vừa tới công trường cho nên con mặc áo công nhân để bảo hộ mẹ ạ. À, số tiền con gửi cho mẹ ấy, mẹ cứ tiêu thoải mái đi nha, không phải lo cho con đâu. À, mẹ nhìn này, xe con mới mua đấy, có đẹp không? Thật mà, bao giờ về quê con chở mẹ đi nha. Dạ vâng ạ, thưa giám đốc, anh để quên chìa khóa. Tôi cảm ơn anh. Mẹ ơi, để con vào xe cho mẹ xem nhá. Đây. Xem mùi trần đấy, mẹ thấy có đẹp không? Vâng, hôm nào con sẽ lái về nhà rồi đưa mẹ đi khoe khắp làng luôn. Mẹ nhá. Em cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu. Hóa ra xe này là xe của anh ạ. Ừ. Ngày xưa anh cũng giống như em thôi, trải qua rất nhiều khó khăn thì mới được như ngày hôm nay. Vì thế từ bây giờ em phải cố gắng thật nhiều lên đấy. Dạ vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng ạ. Sau này em sẽ mua một cái xe đẹp hơn xe của anh nữa. Nhất định rồi, cố gắng lên nhá. Dạ vâng ạ. Thôi em chào anh, em đi làm đây ạ. Em chào anh ạ.